sáng ngày 8 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự tại điểm cầu thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Trong tháng 2 vừa qua, tiếp tục thực hiện phương châm hành động, đoàn kết kỷ cương quyết liệt, linh hoạt sáng tạo, hiệu quả, nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ gần 2.200 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt gần 474 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2022-2023 trên 1.400 hectare, trong đó diện tích cây lương thực 932,6 hectare, cây thực phẩm hơn 392 hectare. Tổng thu ngân sách trong tháng đạt 56,9 tỷ đồng, trong đó thu cân đối theo phân cấp gần 68 tỷ đồng. Một số công tác khác như quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường cũng được các ngành chức năng của thành phố thực hiện thường xuyên, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công, công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông từ thành phố đến xã phường luôn được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023, phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu lãnh đạo các ngành, các phường xã trực thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị và công tác thu ngân sách. Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, thực hiện các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp, huy động nguồn lực để nâng cấp hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới xã Thanh Hải, cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, duy trì thường xuyên công tác tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân đúng luật định, đẩy mạnh công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn.